Chuyện lạ nhưng có thật, người đã khuất vẫn ký tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ. Tên ông thì là đương nhiên ông mất trước rồi, ông mất từ 2013, cho nên thời điểm này là ông không thể ký tá được văn bản. Thì ở trong này thì tôi nhận thấy là có 5 người đã qua đời, là 2 người là tôi biết, còn 3 người kia là tôi không biết được là qua đời khi nào. Ai đã lập ra danh sách và mạo danh ký khống? Em cũng ký một số chữ như là chị kế toán ký một số chữ của ngoài ra thì cũng không biết ai ký. Thưa quý vị, để khuyến khích người dân tham gia sản xuất canh tác cây trồng vụ đông trên đất hái lúa, vừa hạn chế tình trạng hoang hóa đất đai, vừa giúp người dân nâng cao đời sống, có thêm thu nhập phát triển kinh tế, nhiều địa phương đã chủ trương triển khai các mô hình trồng cây giống mới với nhiều chính sách hỗ trợ cho người nông dân. Đây là chủ trương đúng đắn, là một chính sách tốt đẹp của nhà nước, nhưng cách triển khai ra sao để đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và khoản hỗ trợ được chi trả đúng đối tượng được hưởng mới là điều cần bàn đến. Bởi là cách đây không lâu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an của tỉnh Hà Nam vừa đấu tranh làm rõ vụ án với thủ đoạn vô cùng tinh vi, lập hồ sơ khống, đưa cả người đã khuất vào trong danh sách nhận tiền hỗ trợ nông nghiệp. Đây là danh sách các hộ ở thôn Thụy Sơn 2, được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam lập ra để đề nghị nghiệm thu hỗ trợ khi triển khai mô hình trồng cây bí đỏ, cây dưa xuất khẩu trên địa bàn. Anh Mong không khỏi ngỡ ngàng khi thấy tên bố mình vẫn nằm trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ trong vụ đông năm 2021-2022, vì ông đã mất từ cách đây hơn 10 năm trước. Tên ông thì là đương nhiên ông mất trước rồi, ông mất từ 2013, cho nên thời điểm này là ông không thể ký tá được văn bản. Tất nhiên có thể bảo là thôi ruộng đứng tên ông, thì con cái nếu như được hỗ trợ thì vẫn đứng ký tên ông để lấy tiền cũng được, nhưng mà thực tế là không được nhận. Chúng phải nói rõ với nhau là không được nhận tiền. Không chỉ một, mà trong danh sách này còn có nhiều trường hợp tương tự khác. Dù không còn sống, nhưng vẫn được hợp tác xã đưa vào danh sách nhận tiền hỗ trợ. Năm đấy thì ông ấy mất từ 2018. Đấy thì cái đấy thì trồng cạt, thì ông ấy mất thì phải trồng cạt được cái gì nữa. Mà này. À, thì tất nhiên là năm đấy thì ông mất rồi, thì ông làm sao ông ký được. Thì ở trong này thì tôi nhận thấy là có 5 người đã qua đời. Thì rất lâu rồi, có những người tôi biết, có người tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ xác định được là 2 người là tôi biết, còn 3 người kia là tôi không biết được là qua đời khi nào. Người đã khuất lại ký tên trên bản nghiệm thu nhận tiền. Chuyện lạ nhưng có thật và cùng xảy ra ở nhiều thôn khác trong xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng. Hai cái ông này là chết rồi nhưng mà các ông ấy là vẫn đứng chủ hộ trong cái sổ mà ruộng đấy, thì chắc người ta lên danh sách là người ta vẫn lên theo cái danh sách tên các ông ấy. Nhưng mà sao mất rồi lại có chữ ký ạ? Cô không biết ạ. Cái đây là cô chỉ biết tại vì đây là cùng đội. Hay là sống lại ạ? Sống lại làm sao được cháu? Dĩ nhiên người khuất không thể sống lại, nên những bất thường trên hồ sơ thanh toán nghiệm thu, tiền hỗ trợ người dân, canh tác nông nghiệp đã được các cán bộ điều tra thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện làm rõ. Kết quả điều tra đã xác định là có khoảng gần 300 trường hợp là những người đã chết, nhưng các đối tượng đã đưa vào danh sách để lập hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước là cấp tiền hỗ trợ. Đấy, trong hồ sơ thì thể hiện cái việc là những cái người này vẫn ký nhận tiền. Bước đầu kết quả điều tra xác định 3 bị can lần lượt là giám đốc, thủ quỹ và kế toán trưởng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Sơn đã cấu kết lập danh sách khống để có chữ ký thể hiện những người trong danh sách đã được nhận tiền hỗ trợ. Cả thủ quỹ và kế toán thay nhau giả mạo ký khống, kể cả với những trường hợp đã khuất. Ai là những người ký vào những danh sách nhận tiền? Ký những không nhớ rõ là ai ký vào đấy. Chị ký bao nhiêu trường hợp? Tôi không nhớ đâu, tại vì tôi thấy cái danh sách khi cầm đi nộp thì tôi thấy còn trống mấy cái chữ ký thì tôi ký hết. Như em thì không đi nắm từng các hộ trên địa bàn toàn xã, thì lúc không biết ai còn sống ai đã chết. Sau này lúc cơ quan điều tra về xác minh thì biết người đấy chết, mình biết là chết, còn không biết thì theo cái phương em nói ngay ban đầu, theo cái phương án của chuyên môn kế toán là lấy cái danh sách các hộ có tên ruộng trên địa bàn toàn xã, là căn cứ cái tên để thu hồi sản phẩm hàng năm có cái tên như thế. Tài liệu điều tra xác định quá trình triển khai 3 mô hình canh tác nông nghiệp vụ đông năm 2021 và vụ xuân năm 2022 tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, nhóm đối tượng đã lập danh sách khống với hơn 1.800 người.
ngoài những trường hợp đã khuất, còn có những người không tham gia sản xuất, không sinh sống tại địa phương cũng được đưa vào trong danh sách nhận tiền hỗ trợ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, hợp tác xã đã làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng chi hỗ trợ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền là gần 580 triệu đồng. Dù là số tiền gây thiệt hại có thể là không lớn như các vụ việc khác, nhưng có thể thấy là các đối tượng đã có hành vi và thủ đoạn rất tinh vi để hợp thức hóa hồ sơ khống. Và qua vụ việc này thì một lần nữa cho thấy tính hiệu quả của đề án số 06 khi đi vào cuộc sống. Nó không chỉ đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giúp cho người dân được hưởng lợi, mà còn góp phần phanh phui những hành vi gian dối tiêu cực trong kê khai hồ sơ để hưởng hỗ trợ, trợ cấp từ các chính sách tốt đẹp của nhà nước. Thông qua cái việc mà rà soát dữ liệu dân cư, thì cơ quan điều tra ban đầu đã xác định được là trong danh sách đó có rất nhiều những hộ dân đã chết trước cái thời điểm mà thực hiện cái mô hình đó, hoặc là có một số hộ dân, một số trường hợp người dân là không có mặt tại địa phương, không phải người địa phương nhưng vẫn có tên trong danh sách. Vâng, rõ ràng hiện nay khi mà đồng bộ hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, những chuyện vô lý kiểu như là người đã mất nhiều năm nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ có thể dễ dàng nhận ra, phải không ạ? Và quay trở lại với vụ việc xảy ra tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Sơn, một câu hỏi mà có thể lúc này nhiều quý vị đang thắc mắc đó là tại sao danh sách kê khai khống lại có thể chót lọt qua nhiều khâu thẩm định nghiệm thu của dự án đến vậy? Theo như quy trình thì sau khi phía Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp lập hồ sơ để đề nghị nghiệm thu hỗ trợ thì phía Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn sẽ xác nhận vào danh sách này rồi trình lên Ủy ban nhân dân của huyện Kim Bảng chi hỗ trợ. Phía Ủy ban nhân dân của huyện Kim Bảng cũng đã thành lập tổ thẩm định nghiệm thu quá trình triển khai 3 mô hình, trong đó thì thành viên tổ nghiệm thu gồm một số phòng ban của huyện. Quá trình điều tra đã xác định sau khi cấp xã nghiệm thu thì phía huyện chỉ thẩm định trên hồ sơ mà không xác minh ngẫu nhiên các trường hợp trên thực tế, thậm chí là ra đồng thì vẫn thấy người dân có trồng các loại cây nông nghiệp theo như mô hình. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can lần lượt là giám đốc, thủ quỹ và kế toán ở hợp tác xã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều số 356 Bộ luật hình sự. Còn chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều số 360 Bộ luật hình sự. Vi phạm xảy ra là một điều vô cùng đáng tiếc vì đã ảnh hưởng trực tiếp đến mục đích mong muốn và sự hiệu quả của các mô hình hỗ trợ bà con canh tác nông nghiệp vốn được địa phương đặt rất nhiều kỳ vọng. Và câu chuyện bệnh thành tích trong quá trình triển khai mô hình nông nghiệp tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng của tỉnh Hà Nam nhìn từ vụ việc này cũng sẽ thay cho lời kết của tiêu điểm ngày hôm nay. Vì thu nhập chính đến từ nghề nông, nên gia đình chị Ngoãn ở thôn Tân Lang, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng hiếm khi để hoang những thửa ruộng của mình. Khoản hỗ trợ khi tham gia mô hình trồng cây dưa giống mới cũng ít nhiều đỡ được phần nào chi phí đầu tư. Thì họ hỗ trợ cho giống dưa thôi, mi phân, mi cày bừa. Cái năm đầu tiên rồng ấy, thì họ quen cái lưới đây, được tiên xong lần sau là tớ cứ giữ trừ lại để làm thôi. Ai tham gia thì mới được hỗ trợ. Nhưng thực tế cả thôn Tân Lang chỉ có 10 hộ trồng mô hình sản xuất cây vụ đông năm 2021. Vậy mà trong danh sách nhận tiền lại có đến 108 người. Từ danh sách khống được lập ra, Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn thời điểm đó đã được khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu 100% kế hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tất cả cũng vì phong trào, cũng vì là uy tín thành tích của xã. Bây giờ nói thật anh em là bây giờ nếu như không có phong trào huyện giao, đặc biệt ở huyện Kim Bảng giao là rất là khắt khe. Nếu như mà giao mà không làm thì bí thư chủ tịch là cứ gọi lên suốt. Đấy. Thế bây giờ mình không làm mà thành tích không có, kiểm tra không có, không làm thì là rất phức tạp. Theo chủ trương thực hiện mô hình, Ủy ban nhân dân huyện sẽ hỗ trợ 50% tiền giống và 50% thiết bị vật tư thiết yếu. Khoản hỗ trợ đó sẽ được chi trả khi có kết quả nghiệm thu thực tế. Tuy nhiên, để đạt được thành tích cao trong phong trào này, hợp tác xã đã tự ý làm theo cách riêng, tự nghĩ ra. Bởi vì nông nghiệp bây giờ thực tế mà nói một câu là nông nghiệp người dân là không thiết tha mặn mà đối với đất nông nghiệp. Cứ bảo người dân mà ra trồng thì mai mốt nghiệm thu mới được hỗ trợ cái này cái kia thì tôi nghĩ là cũng không thể phủ xanh được cái đất trống đối với đất hay lúa. Diện tích thì tất nhiên là không thể đạt được 100% theo danh sách.
Vâng, chỉ cũng chỉ đạt được 70-80% thôi. Nhưng mà muốn tạo điều kiện cho người dân thì lập làm sao cho liên quan đến chỉ tiêu kế hoạch thì cũng là muốn là làm sao cho đạt cái chỉ tiêu. Vì khoản tiền hỗ trợ được tính toán theo đơn giá và diện tích canh tác, vậy nên mới có chuyện người không tham gia sản xuất cũng được kê khai vào danh sách nhận tiền để cho đẹp hồ sơ. Đây như nhà tôi đây này, tôi năm nay là 75 tuổi, 76 tuổi. Vợ tôi thì què chân ốm, rồng sao được. Mà trong cái diện tích này rồng là 4 xào, 75, hỗ trợ là 467.000 một xào, thành 2.218.000. Có được nhận tiền thì tôi được nhận, tôi đã nhận rồi. Tôi phải báo cáo cái này như thế, giờ không có tiền thì tôi bảo đây chữ ký tôi là không phải nha, thế tiền tôi không được nhận. Rõ ràng chưa? Đây là cái này tôi không ký. Đấy, chữ ký tôi khác. Mà tiền chả có, mà tôi nhà tôi có ai trồng cái gì đâu mà có. Đây là tổng diện tích nhà tôi là tần đấy là đúng rồi. Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm của các đối tượng trong vụ án đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách của nhà nước. Vì làm sai nên mục đích khuyến khích người dân tham gia sản xuất phát triển kinh tế cuối cùng cũng không thực hiện được. Trong thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các địa phương rà soát toàn bộ các cái diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn. Và trên cơ sở cái thực tế của từng địa phương để triển khai đối với các mô hình có trọng tâm, trọng điểm, thực sự có hiệu quả. Từ kết quả điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam đã kiến nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác giám sát, thanh tra trong khâu thẩm định, nghiệm thu khi triển khai các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo tiền ngân sách được chi trả đúng người, đúng mục đích, tránh thiệt hại cho nhà nước.